Thưa quý vị, kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng Toàn dân năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các địa phương không tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nói chuyện truyền thống. Thay vào đó, Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện, xã, phường phối hợp cùng với hội đoàn thể địa phương đến từng gia đình đối tượng chính sách để tổ chức thăm hỏi tặng quà. Ban Chỉ huy quân sự phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh phường Thạch Thang, quận Hải Châu đã tổ chức thăm tặng quà cho 14 gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn và các cựu quân nhân xuất ngũ bị bệnh tâm thần hiện đang sống trên địa bàn phường. Tổng các phần quà trị giá 7 triệu đồng trích từ một phần tiết kiệm chi tiêu của lực lượng dân quân địa phương thể hiện lòng tri ân của thế hệ hôm nay với cha, anh đi trước và tình cảm tương thân tương ái cùng đồng đội đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Con tôi đang đi đâu cũng được quan tâm quanh nhằm phường tới thăm, nhưng là kỷ niệm quân đội 2022 cũng xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của bên anh em quân đội đến quan tâm đến gia đình và cũng thăm hỏi gia đình, xin chân thành cảm ơn. Hàng năm địa phương thường tổ chức những cái hoạt động rất là sôi nổi như về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng ngày thành lập lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam, nhưng năm nay do tình hình là Covid nên địa phương chú trọng vào công tác an sinh xã hội, qua đó nhằm giáo dục truyền thống cho lực lượng vũ trang phường nhà cũng như là công tác chính sách hậu phương quân đội. Bị tác động của dịch COVID-19 nên năm nay, rất nhiều trường hợp gia đình quân nhân tại ngũ lâm vào cảnh khó khăn do mất việc làm, thấu hiểu và sẻ chia với đồng đội. Ban Chỉ huy quân sự 56 xã phường toàn thành phố đã tổ chức xác minh và lập danh sách hỗ trợ cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Riêng phường Thạch Thang từ đầu năm đến nay đã tặng gần 50 suất quà trị giá 22 triệu đồng. Những món quà giá trị nhỏ nhưng được trao vào những dịp như thế này có tác động cổ vũ, động viên rất lớn để các cựu chiến binh, cựu quân nhân nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và quân nhân tại ngũ yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ.